đá cái đội hình này thực chất là anh em đá đội hình mà yếu hơn đấy, thì anh em hãy chủ động, cứ chủ động áp sát, cứ chủ động áp sát nhanh vào thì đối phương sẽ rất khó xử lý. Giấu tên đã đâu nét cho ta bị 30.000 đồng. Sút như thầy hồi còn ăn không tập. Wow. Cảm ơn giấu tên nhá. Còn Anatovic này. Nót đấng đã đâu nét cho Tabi 20.000 đồng. Tôi vẫn cần thấy Buchagueno LS8, người gánh tôi trong phô 3. Gánh trong phía 3 luôn à? Thấy chị Active Quy nào chơi mà cứ lười cái đẻ đấy. Buchagueno à? Cảm ơn Nam nhé. Nãy cũng ca nạp West gần được mà mò DC cái táp cũ chưa xóa thì lại nạp DC. Ồ, lạ đấy nhỉ. Xem nào. Sơ chắc rồi, ngày xưa tôi mõm căng mà, xem đánh là mõm căng luôn đấy. Buchagueno cho về đá CM hơi bị hay, kéo con này về CM. Bây giờ tôi không bán lại được vì căn bản tất cả những con này đều không bán lại được. Đó anh em hiểu không? Không bán lại được nên là chúng ta cần đó. Chúng ta cần một tiếng lên 9. Con nào muốn là lại đội nhá thì lên 9. Rồi. 9. Con nào rồi cũng xúc bảo mình là xê đi rồi, bây giờ anh em có bán được đâu. Đấy, bây giờ nhá, chỉ có một cách duy nhất muốn ở lại đội là phải lên 9. Uầy, ok, ôi cảm ơn Đức Vũ nha, cảm ơn Nhân Nè, cảm ơn cả bạn Jin TV nha. Nope. Thằng này không thể ở lại đội được, phải đi thôi, đó, phải đi, xem nào. Nào, ok, mọi thứ nó đang vẫn ổn, Ui, con vợ này hay nhỉ, con vợ này thế giới 2 mà thắng nhiều phết này, thắng 3 trận à. Bạn Crespo BTB8 muốn cống hiến kìa thầy, không, lên 9 đi. Con đấy không phải trong đội đâu, con đấy có nằm trong thành phần trong đội đâu anh em. Sao? Oliver Torres, qua đầu. Keep it more, vua không chiến, thôi, sợ quả, keep it more, tôi sợ rồi. Tôi sợ quả đấy rồi. Kovacic. Nope. Từ từ nhá, dưới. Goal. Nope. Thầy cho Isaac vào lớp giúp em thay thằng ST chậm rùa của thầy múa dẻo một bàn 20k uy tín. Thôi xong tôi rồi, thôi đi rồi. Ôi trời ơi. Nạp qua ngân hàng từ nãy không thấy vào. Hello thầy, nay buồn ngủ quá, thầy sắp xếp cho em cái chỗ nào mát mẻ ngủ rất coi. Kìa, cái phòng cảm học ơn thầy. Cái phòng học người ta. Cái lớp học người ta. Không phải nhà nghỉ đâu. Nope. Gục ngã danh thế giới. Buchagueno chưa đăng ký hoặc là chưa làm giấy khám sức khỏe các thứ được. Bắt đi, Rabiot, bắt đi. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Pahinha nó chạy chỗ đấy, anh em hiểu gì nữa. Hay. Anatovic, ok. Đi gì sao tưởng cướp ạ? Nào, Anao này. Nè. Sao? Như nào? Wow, tiên sinh cắt của lão bổ trông cay thế. Tiên sinh à, anh Bo Duy Trường này. Em muốn thấy cái áo hoa cỏ lá của Bournemouth được không thầy? Có cách nào không để cứu pha này? Ok, vẫn sống. Bravo. Ôi trời ơi. Nam James TTT đã donate cho Tabi 10.000 đồng. VL Tai CG có thủ với thợ cắt tóc ạt chán thì hói bầy đặt sai pass. Không có thử vào. Cái gì? Nope. Chó ngu Oliver Torres, chó ngu thế nhở? Thôi, bình tĩnh. No. Samsung Note của này à? Bước 1 đấy. Vào thế rồi. Tôi chèm chưa? Con mèo chém trượt kìa. Đầu chùy của GZ. Tập trung vào con đây đi. Mẹ mày có thù mà tao cắt tóc mà. Ông cắt quán nào đấy? Để biết tổ tránh. Richard Tan đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Richard Tan nha. Lại phút cuối bằng kiều. Thầy tuyển The Sea ông boy hai mái ở đâu kia lạ thế. Phút cuối. Kinh con. Ngày hôm nay cái âm thanh ấy nó phang lên liên tục. Chúng
ném bóng như thiếu cơm ấy. Thủ môn này út ôi qua đầu mình luôn này. Ui Lát Sơn ok 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 chạy lên không thành nó rồi hết giờ. À nào. Chạy đi Lát Sơn ơi, chạy đi còn khỏe lắm, Lát Sơn còn khỏe lắm mới vào mà. Như một con trâu. Làm sao? Nope. Còn khỏe nguyên. Thiếu một cái gì đó. Sao? Sướng, nhìn coi con bạn sướng. Hay à. Nope. Ôi giời ơi. Hôm nay US cần nuốt của em 50k. Còn mọi hôm thầy nuốt 100k mặt cười. Ôi trời trời Quang Lưu ơi, thầy cũng đâu có nuốt đâu. Quang Lưu thầy đâu có nuốt đâu. Thầy bao nhiêu chi phí phải lo mà. Ngồi điều hòa mát là tốn tiền điện. Báo xuống bên nào. Tiến sinh. Trái. Gì đấy? Lại không biết xuống bên à? Thằng này nó không biết Panenka. Panenka nó phải như này này. Đó, Panenka là như này này, nó là như thế, nó chuẩn. Đó, ok. Mày đấy, đi chân trái. Đi lại. Nope. Trái đổ cho, tiên sinh cho tự đi. Ui, báo tan trượt mà. Phải đi. Đấy, phải luôn. Ok. Nào. Bố mình đứng một bên để cho nó. À, sút đấy. Nope. Con Bravo này, bay chậm thật. Cái góc này rất khó đấy, cái góc này một trong những góc rất khó luôn. Đấy, rất khó. Đây. Lạ cái gì, game thủ chuyên nghiệp. Đấy. Game thủ chuyên nghiệp giúp em thua thế giới chịu. Ăn quả CD góc này thì chắc là không bắt được thật. Ray cho Super nét thế nhở. Uầy. Hôm nay tôi Super hoàn hảo luôn đấy, cái bàn Super này hôm nay là hoàn hảo. Vào ben với tôi nhá, 2023 nhá, vào ben với tôi coi như thua. Vào ben gặp tôi coi như thua luôn. Những con nào từ 20 tỷ đổ xuống, anh em nào cần tôi hỗ trợ nhá. Nếu như anh em nào cần tôi hỗ trợ em ớ một câu. Bảo thầy ơi bây giờ thầy hỗ trợ em con này. Đó, còn bây giờ em live video cho thầy hỗ trợ em cái con này, em đang thật sự em đang gặp khó về tài chính, em đang chưa bán được. Đấy. Thì thầy hỗ trợ em cái. Thầy hỗ trợ em cái để em có tiền em xây dựng cái đội hình em thích. Đấy, em chơi những cầu thủ em mua về những cầu thủ em thích. Đó. 9 điểm lên hạng thế giới. Ôi giời ơi. Học sinh Flexer Bình Hòa Đức Huy đã donate cho Tabi 12.345 đồng. Tôi nghĩ đã đến lúc thầy hiệu trưởng nên xem xét đổi giáo viên chủ nhiệm thôi. Chán ông thầy này lắm rồi, cầm DS mạnh hơn ZTS mà đá rank thế giới ăn hành. Lại đội hình này mạnh hơn, đội hình này mạnh hơn Zero to Hero luôn. Đội hình này không thể mạnh hơn Zero to Hero được. Đó, đội hình này chỉ mạnh ở những cái tên thôi, nhìn màu vàng thôi. Mục tiêu của tôi là cái series này nó sẽ là tập cuối khi mà chúng ta dừng ở top 10. Chúng ta dừng ở top 10 siêu sao. Top 1 thì hơi khó ra, nhưng top 10 thì nó là trong khả năng. Viên kim cương của Tabi. Wow. Đó, đá đối phương thốt lên wow mà. Nè, cái khe này. Oliver Torres này. Trời ơi, lốp cái quả bóng đùa. Em có con Gullit MC5 à. Mong thầy giúp đỡ đúng không? Mong thầy giúp đỡ và cái gì? Gullit thì thực chất là Gullit ok thôi mà. Đó. Anh em nào gặp khó khăn, nhưng nào không bán được cứ bảo tôi giúp anh em là chính chứ còn. Ôi trời ơi. Quang Lưu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hello thầy, lần đầu donate, thầy nhớ e khung. Ôi trời. Chết tôi rồi, con trai cưng của tôi. Con trai cưng, Nam Anotovic TTT đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy định lúc nào vào ốp tôi thì chốt một câu thôi, làm tôi nơm nớp mấy hôm nay ca dám đá sợ bị ban game. Tôi sẽ nhắn trước mà. Hướng dẫn anh em cái cách tấn công bằng sơ đồ kim cương hiệu quả. Đó, như thế này này, đó. Như thế này nè. Nhìn lại nhá, Đức Huy nhá, nhìn kỹ một lần này. Đức Huy nhìn kỹ này. Này, lên bóng từ từ, đợi người lên đúng không? Bắt đầu chạy chỗ vào những điểm ngon này, chúng ta truyền dưới. Như thế thôi, ok, ăn nào đi vào. Thằng này sút chân trái, DD góc xa, bật ra. À không, ăn luôn. Thế thôi, Huy nhìn được chưa? Có công thức vừa rồi, cái công thức sơ đồ kim cương nó chỉ như thế thôi mà. Rất đơn giản thôi. Nó rất đơn giản là như vậy. Nope.
Thôi xong tôi rồi, tôi khả năng trông tím lắm, trông tím lắm, biết ngay mà. Chuyền dưới, đúng. Rồi. Học sinh Flexer okay, biên okay. Hòa Đức Huy đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bài này đơn giản là chưa hay, tôi cần một bài mới đấy. Bài mới à? Cần đợi thầy lên tinh anh để em săn chắc một tuần nữa nhỉ? Là không đến đâu, thật sự không đến. Sau hôm nay, sau cái tập này, chúng ta đã có mặt ở thế giới 1. Huy chắc chưa bao giờ nhìn thấy quả này. Cuộc đời đá FIFA Huy chắc chưa bao giờ nhìn thấy bàn thắng này. Thật sự là như vậy, rất nhiều anh em đây nữa. Đây là một bàn thắng là đẳng cấp rất cao. Cái thằng... Nope. Sao lại quy đê? Bà bi 20.000 đồng. AXL chắc tâm A chưa đủ sáng mặt mếu. Sáng game vậy SSS. Ủa, tâm màu vàng sáng trưng mà. Tâm màu vàng sáng trưng mà kìa. Chết rồi. Quá đà. Tạt cho cô vào chích cái. Ok, đánh đầu chuyển về. Kính con. Chiến thắng thật sự mãn nguyện. Chiến thắng nó là một chiến thắng điểm 10. Một chiến thắng điểm 10. Anh em cho tôi xin một con RB. Một con RB mà check ma nó phải pen nhá. Sakula Sơn. Tôi xem là Sakula Sơn cộng 8. Con này không ảo. Diego Dalot. Ui. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Quả này pen à? Ok. Xong rồi. Phải có pen đấy, phải pen của này, trực tiếp luôn, quả này chắc chắn rồi. Thẻ đỏ. Con này về. Diego Dalot. Diping đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Diping nha. Không nói nhiều, Dalot ghi bàn 100k. Ok, xóa được, tôi đập lên 9. Con Dalot này á, ok, Dalot ghi một bàn 100k. Yo, đánh giá cái team hơi yếu, con Dalot này tôi sẽ để chạy cánh theo kiểu là lên công về thủ liên tục. Dalot RB ghi bàn à? Xem nào, RB ghi bàn. Ok. Cái chân trái Rabiot, một nho. Đây rồi, Dalot, rồi lên được. Quá hài luôn. Ấn cái. Làm gì ấy? Vợ tổng em. Ủa sao rẻ, cái ngày hôm nay nó sút vào cột nhiều thật đấy, sút vào xà nhiều kinh khủng. Tiền đạo người Uruguay với khả năng dứt điểm tuyệt vời. À. Thầy chê kèo à? Không, thầy không chê, nhưng mà Suarez này thầy nghĩ là cái giá trị nó phải hơn ý. Suarez này nổi tiếng ấy chứ đúng không? Suarez nhiều người biết đấy, đá hay ấy. Này, Anatovic. Quả này nhá, Dalot. Đó, quả này là có Dalot. Đây rồi. Diego Dalot chân phải. Hình như hơi mạnh. Kiếm 100k khoai nhở. Kiếm 100k của RB ghi bàn này nó mới khoai. Cái chân trái Rabiot. Đá cái đội hình này thực chất là anh em đá đội hình mà yếu hơn đấy, thì anh em hãy cứ chủ động áp sát nhanh vào thì đối phương sẽ rất khó xử lý. Giấu tên đã donate cho Tabi 30.000 đồng. Sút như thầy hồi còn ăn không tập. Wow. Cảm ơn giấu tên nhá. Mã đông hơn con Nguyên. nhiều khi tôi nghĩ chắc là nó là cái tôn ấy, chứ là người bình thường chắc là đối rồi. Ôi. Nãy qua nhắn ôi, thầy Đức rồi, của tôi là stream không ôi, nói gì là tôi thấy nóng mắt rồi. Cố tí chứ nào. Con Dalot của tôi đâu, Dalot của tôi đến chỗ đấy rồi mà. Nope. Khéo nha, khéo không đi hết nha.
Nope. Ôi trời ơi. Phật mà lại nóng là sao thầy nhỉ? Đè lớp thẻ đỏ 50k. Cố gắng quá. Cố gắng cái nào. Ủa sút ra ngoài điên thế. Oliver Torres này thôi, trận cuối Oliver Torres. Trận cuối rồi. Tôi bảo sở chim này nó không tương tác à? Sở chim mơ không tương tác à? Thế tôi nói gì nặng nề quá à? Có cái gì nặng nề quá anh nhá. Thầy Đức của chúng tôi. Ok, Oliver Torres. Thằng này được lại, thằng này lại phải giữ ở lại. Anh em chủ động lao vào đấm luôn. Đó. Đấm luôn chứ đừng đua tốc độ là dở đấy. Này. Này, Oliver Torres này. Ơ. Nope. Em vui vẻ mà anh doping. Nhưng nhìn ông này đẹp trai hơn thầy Đức nên em hơi nóng mắt. Em sắp học ở Sài Gòn mà gặp ông này đã giải chắc em bảo thầy Đức cho ông này dự bị để bi đi nốt ra sân quá. Ác thật, có vợ sân ra đè này. Thôi xong. Đừng. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nó đây rồi, à nào. Hiện tại GG đá không có một quả QW nào, đúng là game thủ TikTok nó khác với ưng có ăn tập A à, cây. Chính xác. Ôi trời ơi. Trời ơi, tiếc quả kèo đá lốt quá, không ăn được quả kèo đá lốt kìa. Tôi cần một con xe AM khác em ạ. Một con xe AM trong tầm giá khoảng là cộng 8 khoảng 10 tỷ đổ về. Coutinho. Coutinho. Đây rồi, Coutinho con này có vẻ ok. Con này thì sao nhá? Đợi tín hiệu phòng va. Phải đang đợi tín hiệu phòng va. No pen à? Như vậy là phòng va báo no pen rồi. No pen. Ok, tìm con khác. Sabitzer. Không khác được. Đó, không khác được. Phải pen. Pha này rồi, đây tôi cần một xe mở chất lượng. Ảo nhưng hơi yếu, không yếu. Không có cầu thủ nào yếu. Chỉ có người chơi không giỏi. Anh em nhớ con này, Oliver Torres phải đi thôi. Sau cái màn trình diễn tệ hại, Oliver Torres. Con này tôi sẽ đập lên một phát lên cộng 9. Nếu như có duyên, chúng ta sẽ lên cộng 9. Thì được phép ở lại đội. Đó. Nếu như lên cộng 9. Nope. Phải đi thôi. Nói chung là đã không có duyên với nhau, phải đi thôi. Oliver Torres chia sẻ sau trận. Mặc dù vừa ghi bàn cứu cả đội từ cõi chết trở về, nhưng tôi đang đứng trước nguy cơ cút. Tôi đã không nhìn gương bát xua nhi từ lần trước. Tôi hối hận vì đã tham gia đội bóng vất sục này. Cái gì? Uầy, quả này là quả gì đấy? Quả này tuyển Anh à? ENY à? Đầu tàu ENY được đấy nhở? Tinh Anh 2 này. Này, cứ bình tĩnh thôi, không phải vội. Đó, thật sự bình tĩnh thôi, bắt đầu nhanh này. Nhùng cái nhanh này, đấy, nó sẽ bất ngờ. Về đói. Anh em có thể lựa chọn một cách, đó là tôi phải ghi bàn. Đấy. Tôi phải ghi bàn cái đã. Anh em lựa chọn một cách, đó là để cho đối phương cầm bóng và anh em phản công ngược. Hoặc là anh em sẽ cầm bóng dồn lên thật nhanh. Còn nếu mà mất bóng anh em phản công, anh em sẽ chống phản công luôn bằng cách là phạm lỗi. Ôi trời ơi. Cảm ơn anh em nha. Player rùa nó chán lắm. Đọc lâu, giọng đọc như yếu sinh lý. Chả cháy gì cả. Rabiot. Trời ơi, sút đi điệu thế nhở? Điệu đà quá. Ui, sút đi. Làm cái gì mà điệu đà đấy nhở? Bình thường, xử lý bình thường được rồi. Ôi, nhiều khi tôi đá điệu quá. Ui, không có tình nhá. Không. Pha này không hề có tình. Rồi, thẻ vàng được rồi. Em mua Gear Up Booster nhập mã của thầy, nó kêu đạt đến giới hạn quy đổi, phải làm sao thầy? Sao đạt đến... Chết rồi. Sao đạt đến giới hạn quy đổi là sao nhở? Nope. Anh DC đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lỡ donate cho thầy mất một tuần ăn sáng rồi, thầy cho e xin lại The Seiko. Không nói nhiều, 10 phút cuối 50k. Xong luôn. Giấu tên đã donate cho Tabi 13.000 đồng. Livestream vui vẻ. Đá nó đứng nhất ở nhà. Ôi trời ơi. West cần nhót luôn. Chuyển khẩu sang play đùa đi.
Tôi nói để cho ông hiểu. Ông mà vào Sài Gòn đá giải thì cẩn thận mất lưỡi đấy nhé. Nấu mất. Tôi nuốt mất lưỡi thầy nhé. Thầy không thích nói ít à? Anh nói để chúng mày hiểu. Ôi anh rồi nói để chúng mày hiểu. Tôi đã bảo đây là đội bóng vất sục mà. Bên đối thủ người ta còn nói kìa huấn luyện viên. Tôi muốn công bằng. Ôi trời ơi. Ôi. Ba. Bí thế nhỉ? Trông bí thế nhỉ? Gì mày nét? Ôi trời ơi. À, mày thằng gì mày nét? Phong chó quá. Trên sân nghe phong độ cao. Cho nào. Thay của Anatovic nữa, Zé Luis. Người hùng Zé Luis. Người hùng Zé Luis. Chạy nốt đi, thằng này còn tí sức chạy nốt. Còn tí sức. Ơ hay thế nhở. Và đó là Anatovic. Người đội trưởng. Người đội trưởng có sự tin tưởng ở đây. Anatovic. Ôi trời ơi. Ăn trộm tiền mẹ để donate nói đạo lý cho ông này nghe. Mà mẹ tôi hỏi tiền mẹ để đầu giường con thấy không. Tôi biết trả lời sao đây không, thầy trời. Trả tiền lại cho tôi với. Không làm sao được, để mất tiền cho nhớ đi thật, để mất cho nhớ đi. Đó, đi làm mà giả mẹ đi. Không, tôi không chửi anh em ơi. Bây giờ tôi lớn bằng này tuổi anh em mà. Tôi đá FIFA tôi thắng người ta tôi chửi làm sao mà được hả anh em. Bây giờ tôi bằng này tuổi rồi. Tôi đá trận thắng trận game tôi chửi người ta nó ra cái gì nữa. Anh em nhìn cái tên của tôi này. Đây, anh em nhìn cái tên của tôi này. Và nhìn cái danh của tôi này. Đó. Truyền cho. Đây này. Năm đứa là trôi không trôi được. Sao mà không chửi. Anh em nhìn cái tên tôi đi. Đó. Nhìn cái tên tôi đi. Không chửi là không chửi. Nói thật. Mấy con vợ tiếng Anh nha. Mấy con vợ tiếng Anh khả năng là sập quần thể ướt. Này này. Này. Nhìn tên này. Cái đội bóng. Cái đội bóng. Ôi trời ơi.